Xin chào các bạn. Khi tình hình căng thẳng tại Ukraine xảy ra, một loạt nước châu Âu đã tuyên bố đóng cửa không phận đối với máy bay Nga. Động thái chưa từng có tiền lệ nhằm gây sức ép với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hãng hàng không nổi tiếng của Nga Aeroflot cho biết hãng này đã hủy tất cả các chuyến bay tới châu Âu sau khi đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU thông báo rằng EU đã quyết định đóng cửa không phận đối với máy bay Nga. Riêng Mỹ thì có vẻ thận trọng với việc này. Họ xem xét động thái tương tự nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Chính phủ Mỹ khuyến cáo công dân nước này nên cân nhắc rời khỏi Nga ngay lập tức trên các chuyến bay thương mại. Viện dẫn sẽ ngày càng nhiều hãng hàng không hủy chuyến vì nhiều nước đã đóng cửa không phận đối với máy bay Nga. Nhưng Nga không hề chịu kém. Ngay lập tức sau khi các quốc gia châu Âu ra quyết định cấm bay, Nga cũng đã làm điều tương tự. Họ quyết định đóng cửa không phận với hãng bay từ 36 nước và vùng lãnh thổ, bao gồm toàn bộ 27 thành viên của EU, để đáp trả lệnh trừng phạt tương tự đối với ngành hàng không của nước này. Trong trường hợp bất thường, chuyến bay từ những nơi bị cấm vẫn có thể được phép bay qua Nga nếu có giấy phép đặc biệt từ Bộ Ngoại giao Nga hoặc Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga. Nhưng về cơ bản là sẽ bị cấm. Mà có lẽ cũng chẳng ai mạo hiểm bay vào không phận Nga thời điểm này. Bên cạnh 27 nước EU, những nền kinh tế nằm trong danh sách cấm của Moscow là Albany, Canada, Na Uy, Iceland, Vương quốc Anh cùng một số vùng lãnh thổ hải ngoại. Trước hết với Nga, lệnh cấm bay này sẽ khiến họ bị thiệt hại đáng kể. Do nước này thu phí quyền bay qua bầu trời hàng trăm triệu đô la Mỹ mỗi năm. Đất nước của họ có diện tích rộng lớn nhất thế giới. Không phận của Nga rộng lớn nên chi phí bay cũng thu được nhiều hơn. Nhưng ở chiều ngược lại, các hãng hàng không sẽ phải tăng chi phí bay và hậu quả là các hành khách, các công ty vận chuyển sẽ phải chi trả nhiều hơn. Rất nhiều chuyến bay trên thế giới này phải sử dụng không phận Nga trên đường bay của mình. Theo một thống kê, có tới 42% các chuyến bay đến và đi từ châu Âu cần tới không phận của nước Nga. Đó là cách tiết kiệm nhất với nhiều lộ trình. Khi không được tiếp cận các đường băng của Nga, phải tránh một đất nước rộng lớn như Nga, các hãng hàng không sẽ phải chuyển hướng bay xuống phía Nam, trong khi vẫn phải tìm cách tránh các khu vực căng thẳng ở Trung Đông. Lộ trình các chuyến bay sẽ phải thay đổi, đồng nghĩa thời gian và tiền bạc sẽ dần gia tăng. Do quy mô rộng lớn của lãnh thổ Nga, nên có rất nhiều chuyến bay của các hãng hàng không trên toàn thế giới đi qua không phận của Nga mỗi ngày. Trong đó, chịu ảnh hưởng nhiều nhất sẽ là các chuyến bay từ châu Âu đến khu vực Đông Á như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc hay Việt Nam. Đây sẽ là những lộ trình khó tìm kiếm đường bay nhất. Đi từ châu Âu tới những nước khu vực Đông Á mà phải tránh Nga thực sự sẽ là một cơn ác mộng với các hãng hàng không. Ví dụ như từ Anh, thông thường khoảng một chục chuyến bay mỗi ngày đi qua Nga đến những nơi như Hồng Kông, Trung Quốc hay là Ấn Độ. Từ EU, hàng trăm chuyến bay quá cảnh tại Nga trên đường đến các điểm ở châu Á. Từ Mỹ, hầu hết lưu lượng hàng hóa giữa Mỹ và châu Á đều đi qua ít nhất một phần nhỏ không phận của Nga. Về mặt thời gian và tiền bạc, các hãng hàng không sẽ phải chịu tốn kém hơn nhiều. Vừa mới trở lại sau đại dịch, thực sự không hãng hàng không nào muốn điều này xảy ra cả. Ví dụ như từ London nước Anh đến Tokyo của Nhật Bản, các chuyến bay thường mất khoảng 11 đến 12 giờ khi bay qua Nga và các nước vùng Bắc Âu. Nếu phải tránh không phận của Nga, tuyến bay sẽ phải hướng xuống phía Nam, đi qua Trung Á và mất thêm khoảng 3 giờ bay. Lựa chọn thứ hai là hướng lên phía Bắc, bay qua bang Alaska của Mỹ và tốn thêm 2 giờ bay. Điều này gợi nhớ lại thời kỳ chiến tranh lạnh trước đây khi các chuyến bay từ châu Âu đến châu Á thường quá cảnh tại Alaska để tiếp nhiên liệu. Theo dự đoán, phần lớn các chuyến bay sẽ bay về phía Nam và đi đường dài vì thời tiết tại khu vực này đang ổn hơn. Nhưng dù theo cách nào đi chăng nữa thì thời gian bay sẽ gia tăng. Khi mất nhiều thời gian hơn thì nhiên liệu cũng sẽ tốn kém hơn, chi phí cao hơn, đồng nghĩa với giá vé máy bay sẽ phải điều chỉnh. Thời điểm này, vốn dĩ giá nhiên liệu đã là một cơn đau đầu, thế nên việc cấm bay này sẽ tạo ra thêm sự ác mộng cho các hãng hàng không. Các hãng bay và cả khách hàng đều không thích điều này vì điều đó sẽ ảnh hưởng lớn tới hoạt động của họ. Ngay cả các dịch vụ vận chuyển hàng hóa cũng sẽ chịu ảnh hưởng lớn vì chi phí tăng cao. Chuỗi cung ứng toàn cầu vì thế sẽ lại vấp phải ảnh hưởng lớn khi mà đang trên đà hồi phục sau thời gian Covid-19. Theo các phân tích, một số hãng bay chịu ảnh hưởng nhiều nhất phải kể đến Finnair, hãng hàng không quốc gia Phần Lan có trụ sở ở Helsinki gần với biên giới của Nga. Hãng này có rất nhiều chuyến bay tới Đông Á và tất cả đều cần tới không phận của Nga. Đường bay trực tiếp của họ ngay từ lúc mới cất cánh cho tới lúc gần hạ cánh đều là nằm trên lãnh thổ trải dài từ Tây tới Đông của Liên bang Nga. Vì lệnh cấm bay này mà hãng hàng không Finnair đã phải tạm dừng tất cả các chuyến bay tới Seoul, Hàn Quốc, Osaka, Tokyo của Nhật Bản, Thượng Hải hay Hàng Châu của Trung Quốc. Họ sẽ phải đau đầu tìm đường bay mới, mà có lẽ đường bay nào cũng rất tốn kém thời gian cũng như tiền bạc. Các chuyến bay tới Singapore,
Thái Lan và Ấn Độ dự kiến vẫn sẽ được thực hiện, nhưng thời gian bay bị kéo dài thêm khoảng 1 tiếng, đồng nghĩa sẽ tốn thêm rất nhiều chi phí. Thực ra lúc này, nhiều hãng hàng không vẫn chưa mở lại hoàn toàn như trước. Những ảnh hưởng từ dịch Covid-19 vẫn còn đó, khiến nhiều đường bay từ châu Á tới châu Âu và ngược lại chưa được nối lại hoàn toàn. Nhưng gì thì gì, vẫn có rất nhiều ảnh hưởng từ lệnh cấm bay của Nga. Nhiều người đặt lại câu hỏi, vậy giờ có cách nào để bay từ châu Âu đến châu Á mà vẫn qua Nga được không? Câu trả lời vẫn là có cách. Đơn giản là bay bằng các hãng hàng không của châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Những nước này không hề bị cấm bay trên lãnh thổ Nga. Họ vẫn có thể khai thác đường bay trên lãnh thổ này nên vẫn có thể hoạt động bình thường. Không khéo những hãng này sẽ đắt khách hơn. Dù vậy, vẫn có những sự thận trọng vì bay qua lãnh thổ Nga vào thời điểm này vẫn có những mạo hiểm nhất định. Nhìn chung đến giờ, các hãng hàng không châu Á chưa chịu ảnh hưởng nhiều lắm. Thậm chí, châu Á có thể là cứu cánh cho các hãng hàng không châu Âu trước những biện pháp cấm vận. Các hãng lớn như Cathay Pacific Airways, Korean Air, China Eastern Airlines và Air China vẫn có thể bay qua Nga. Châu Á vốn ít bị cuốn vào tình hình của Nga và Ukraine hơn. Châu Á cũng đang đi sau trong việc mở cửa và hồi phục từ các biện pháp hạn chế chống dịch Covid-19, khiến phần lớn giao thông hàng không bị trì trệ hơn 2 năm qua, nên ảnh hưởng là chưa nhiều. Tuy nhiên, hãng Korean Air cho biết đang chuẩn bị sẵn các kế hoạch dự phòng. Nếu toàn bộ không phận Nga bị đóng, các chuyến bay đến và đi từ châu Âu của hãng này sẽ bị tác động. Ngoài ra, nếu cấm vận mở rộng ra ngoài khu vực châu Âu, thì các hãng hàng không châu Á sẽ bị ảnh hưởng nặng. Vì nhiều đường bay đến Bắc Mỹ và châu Âu từ khu vực này phải đi qua vùng Siberia của nước Nga. Việc bay đến các nước khu vực Nam Á cũng sẽ khó khăn hơn. Cả các nước Đông Nam Á cũng như vậy. Vừa phải tránh Nga, tránh Ukraine vì chiến sự, mà vẫn phải tránh một số quốc gia Trung Đông khác, ví dụ như Afghanistan, sẽ khiến đường bay bị bẻ cong. Giờ thì đường chim bay mà chúng ta thường tưởng tượng không còn là một đường thẳng nữa, mà phải là đường vòng tốn tiền và tốn thời gian hơn rất nhiều. Những liên minh hàng không toàn cầu như Oneworld, SkyTeam và các thỏa thuận thương mại với những hãng hàng không châu Á để vận chuyển hành khách của nhau sẽ giúp đường bay về phía đông các hãng châu Âu tránh bị gián đoạn. Với hàng không Việt Nam thì sao? Chúng ta có nằm ngoài sự ảnh hưởng của việc cấm bay này không? Thực ra thì các hãng hàng không Việt Nam không bị ảnh hưởng quá nhiều. Chúng ta không bị cấm bay, nhưng các hãng đã chủ động xây dựng đường bay không lưu và bố trí các sân bay dự bị tránh khu vực có thể xảy ra chiến sự, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay. Hiện nay, các hãng của chúng ta cũng không có chuyến bay đi qua các khu vực chiến sự căng thẳng. Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, hiện nay có các hãng hàng không Việt Nam là Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways khai thác các đường bay quốc tế thường lệ từ Việt Nam đi và đến 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Campuchia, Hồng Kông Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Đài Loan Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Pháp, Đức, Anh, Australia, Nga và Mỹ. Trong đó, các chuyến bay đi đến khu vực châu Âu, các hãng hàng không Việt Nam khai thác chuyến bay hành khách và hàng hóa với tần suất 24 chuyến một tuần. Con số này là không nhiều và trước mắt chúng ta chưa phải chịu đựng nhiều ảnh hưởng. Nhưng với phần đông các hãng lớn của thế giới, có thể nói đường bay đã được định hình lại. Hàng không thế giới đã thực sự chao đảo vì những lệnh cấm bay qua lại giữa Nga và các quốc gia châu Âu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay trên kênh Thông tin Đó Đây. Trước khi rời đi, đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ cho ekip nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.